tình trạng cân nặng của em thì nó có hai giai đoạn. Một cái giai đoạn thì nó 60kg thôi, là từ lớp 6, lớp 7 gì đó, là lên tới 20 tuổi thì tầm như đó thôi. À, gần đây 2 năm thì có một sự đột biến hơn, là có thể là do uống giảm cân hoặc là bị stress, nên là tình trạng cân nặng nó lên không có kiểm soát được. À, hiện tại có thể là 83 thôi. Em cảm giác như là do mình stress ấy, cho nên là cái sở thích về ăn uống, hoặc là chỉ có cái ăn uống mới làm cảm giác cho mình cảm thấy vui vẻ thôi. Còn nếu mà không thì mình sẽ stress và mình sẽ không có vui vẻ, cho nên là dẫn đến ăn uống rất là nhiều, không có kiểm soát được. Em ăn mặn rất là nhiều, đồ ăn nhanh rồi nước ngọt. Do công việc đó, cho nên là đa số thời gian cũng là thời gian ngồi thôi. Em thấy ảnh hưởng rất là nhiều, và mình không có về cái cân nặng của mình ngại, mình không có tiếp xúc được với nhiều người, mình sống khép kín hơn, mình không có tự tin trong cuộc sống. Em có uống thuốc rồi, có ăn chế độ keto, một vài chế độ ăn mà thấy cũng không nhiều hiệu quả được. Em nói chung là em cũng thất kể cậu cảm giác là thất vọng nhiều á. Ăn ngày đây cứ mà càng mình càng mọc lên nhiều, mình cũng ngáy, với lại mình rất là nhanh mệt. Để đúng là cực kỳ mệt, rất là nhanh mệt. Đi một vòng thôi là thở không nổi. Em có uống thuốc nhưng mà giảm chắc 15-16 kg. Em biết là thuốc nó không có tốt, nhưng mà mình không thể nào mà mình áp dụng nên phải thời khỏi đi dài hay là uống cả đời gì được. Nhưng mà nó cũng không tốt với sức khỏe, nên là có thể sau đó nó cũng sẽ tăng cân lại. Với lại thuốc uống vô cũng stress, em cảm giác vậy. Nó khiến mình mệt mỏi, không có ăn uống gì. Sau khi sử dụng thuốc thì một khoảng thời gian mà mình bỏ thuốc, có là mình tăng cân lại. Em cũng chia sẻ với bác sĩ rồi là em cũng có stress, kiểu như hồi nãy cũng nói rồi đó, thì vui nhất là ăn uống. Đúng rồi.